Xin chào các bác nhé, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của em. Thế trước mắt các bác đây em có ba đôi máy mài nhá. Đó, thì cuối năm rồi thì còn mình có ba đôi máy mài này. Thì hôm qua em đi bãi nên là em mua mấy cái đồ linh tinh, lựa được mấy con này về. Đó, con này của Hitachi này, còn rất là đẹp này, ốc còn vàng chóe luôn này. Đấy. Con này là của thằng gì giống Black Decker lắm nhưng không phải, kiểu dáng giống nhau, cũng của Nhật Bản nhá. Đó, rất là đẹp. Đấy. Cổ góc không mòn và đang gắn lưỡi cắt gạch này, lưỡi của Nhật luôn nhá, lưỡi đang còn rất là tốt. Rồi đôi này giá nó 700.000 các bác nhá. Đó, tôi sẽ cho các bác nghe tiếng máy chạy con Hitachi này. Con này sản xuất năm 1987 nhá. Công suất là 410W. Đó, các bác nhìn rõ đấy. Còn cái này sản xuất năm 1981. Hai con đều không có nút nhấn nhá. Hai con đều không có nút nhấn. Đó, một đôi này giá 700.000 nhá. Hàng đang còn rất là đẹp này. Đôi này giá là 450 nhá. Hai con Hitachi cùng gần giống nhau. 570W, một con 550W. Hai con này các bác có thể sang đồ cho nhau bình thường. Đó. Hai con này rất đẹp nhá, mặc dù nó cắt dây rồi, ốc đít của nó này, các bác nhìn này, còn sáng giới luôn. Đó. Chưa có bị tuét ốc, ốc rất còn đẹp. Không có chén nhá, cái chén này thì thường thường nó nắp đá Việt Nam mình không vừa, thì bác có thể mua chén của Việt Nam mình ấy, thì bỏ đá Việt Nam mình được, còn chén của Nhật bỏ vô thì thường thường phải bỏ thêm cái đồng tiền ở bên trong nữa, thì mới chạy đá mình được. Đó, thì đôi này giá 450 nhá. Đó. Còn đôi này giá 600. Black Decker một đôi nhá. Tại sao em bán đôi để nó sang nhau cho dễ? Thì hiện giờ giá tiền như thế này thì các bác có thể mua được một con máy mới của Việt Nam mình, thì nó hai bác có thể mua được hai con này của Nhật. Đó thì xài điện 100V. Đó. Thì hai con các bác biết rồi, thì bác có thể gắn một con đá cắt, một con đá mài. Đấy. Còn nếu mà có điều kiện nữa thêm mua thêm một con nữa, đó. Gắn đánh cước hay là đánh gì đó. Đó. Mỗi con một chức năng sẽ rất là nhanh, công việc sẽ rất là nhanh hơn rất nhiều. Tại vì giá tiền nó cũng không có cao lắm. Con máy của Nhật. Mà dù nó chỉ xài điện 100V nó vẫn lưu ý nhá. Máy chạy rất êm bác nhá. Rồi xin chào các bác nhá. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Làm nên video này là hết máy móc rồi bác nhá. Rồi, bác nào mua thì liên hệ với em nhé. Xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo.